Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong những ngày đầu tháng 3 vừa rồi, một trong những tin tức mà các fan khủng long như tôi và các bạn quan tâm nhất chính là hãng Universal đã chính thức công bố lịch ra mắt của phần phim tiếp theo trong vũ trụ Jurassic. Dự kiến phim sẽ ra rạp vào dịp hè năm sau, đúng như truyền thống của các phần phim trước đó là thường ra rạp vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7. Cho đến nay thì chúng ta đã biết được danh tính của một số vị trí quan trọng, chẳng hạn như đạo diễn Gareth Edwards hay biên kịch David Koepp. Còn ra diễn viên thì vẫn đang là một ẩn số, ngoại trừ tin đồn nữ minh tinh Scarlett Johansson sẽ đảm nhận vai chính. Tạm gác chuyện con người qua một bên, chúng ta hãy bàn đến chủ đề mình yêu thích hơn, những con khủng long sẽ xuất hiện ở trong phim. Có thể nói vũ trụ Jurassic với hai trilogy Jurassic Park và Jurassic World đã giới thiệu đến chúng ta nhiều khủng long hơn bất kỳ thương hiệu điện ảnh nào khác. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như T-Rex, Velociraptor hay Brachiosaurus thì còn có nhiều cái tên thoáng qua mà bây giờ bảo kể lại, chúng ta cũng không nhớ đó là chi nào, loài nào. Tuy nhiên nói gì thì nói, dù cố gắng đến mấy thì Jurassic Park hay Jurassic World vẫn không thể nào bê toàn bộ ra phải dòng họ khủng long vào mỗi phần phim được. Vẫn còn rất nhiều giống loài khủng long được yêu thích vẫn đang nằm ngoài danh sách của 6 phần phim trước. Đó là những cái tên nào? Mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV điểm qua 10 tân binh khủng long nên được góp mặt trong Jurassic World 4 nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Tyrannotitan. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một cái tên nghe cực kỳ ngầu lòi bá đạo. Đó chính là Tyrannotitan, gã khổng lồ hung bạo. Mặc dù có cái tên nghe khá giống Tyrannosaurus, Tyrannotitan lại thực chất là một họ hàng của Giganotosaurus, con khủng long đã đánh cho T-Rex lên bờ xuống ruộng trong Jurassic World Dominion. Là một thành viên của họ dị long răng cá mập, Tyrannotitan có kích thước khổng lồ cùng hàm răng sắc nhọn, có răng cưa ở cạnh. Ước tính của các nhà khoa học cho thấy Tyrannotitan có thể dài đến 13m và đứng đầu chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái của nó. Nếu Giganotosaurus có thể bán hành cho Rexy và suýt chút nữa đã khiến Rexy đi bán muối trong Jurassic World Dominion, thì Tyrannotitan hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Argentinosaurus. Phim về khủng long mà thiếu những ứng viên cho ngôi vị khủng long lớn nhất từng tồn tại thì quả là một thiếu sót lớn. Argentinosaurus là một cái tên đã khá nổi tiếng với những người yêu thích khủng long, được coi là một trong những động vật trên cạn lớn nhất từng tồn tại với chiều dài ước tính từ 30 đến 35 mét và trọng lượng từ 65 đến 80 tấn. Sự xuất hiện của Argentinosaurus chắc chắn sẽ mang lại cảm giác kinh ngạc và sự hùng vĩ cho các khán giả. Argentinosaurus cũng đã xuất hiện trong các trò chơi liên quan đến thương hiệu Jurassic World, chẳng hạn như Jurassic World The Game và Jurassic World Alive. Điều này cho thấy sự quan tâm và sự phổ biến của loài khủng long này trong cộng đồng người hâm mộ của vũ trụ Jurassic, dẫn đến khả năng xuất hiện của nó trong phần phim Jurassic World mới cũng tăng theo. Megalosaurus. Chúng ta vừa kỷ niệm 200 năm Megalosaurus được đặt tên và sẽ rất tuyệt vời nếu vào năm thứ 201, Megalosaurus được xuất hiện trong một phần phim Jurassic World. Megalosaurus không phải quá to lớn nếu so với những siêu khủng long săn mồi khác như T-Rex hay Giganotosaurus, nhưng với vị thế là khủng long đầu tiên của mọi khủng long, nó xứng đáng được công chúng và truyền thông biết đến nhiều hơn như một phần quan trọng của lịch sử. Sự hiện diện của nó trong các trò chơi và đồ chơi mang theo Jurassic World cũng đảm bảo hơn khả năng xuất hiện của Megalosaurus trong Jurassic World 4. Deinocheirus. Là một con khủng long được cho là có chế độ ăn tạp và sở hữu cái mỏ giống như mỏ vịt, Deinocheirus có thể không quá đáng sợ nếu chỉ nhìn vào ngoại hình của nó. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài ngơ ngây của con khủng long này đánh lừa. Nó là một trong những con khủng long chân thú lớn nhất hệ sinh thái của mình, với chiều dài có thể lên đến 11 mét và cân nặng lên đến 6 tấn, thậm chí là nhỉnh hơn khủng long lưỡi hái Therizinosaurus. Và bạn biết không, Deinocheirus và Therizinosaurus sống cùng thời và rất có thể giữa chúng đã từng xảy ra những cuộc đụng độ nảy lửa trong quá khứ. Deinocheirus cũng sở hữu những móng vuốt dài hết sức đáng sợ như Therizinosaurus và chúng có thể khiến lũ khủng long ăn thịt hối hận vì đã đụng vào mình. Santungosaurus. Nói đến khủng long ăn thực vật, chúng ta thường nghĩ đến những động vật hiền lành và cam chịu, hầu như chỉ biết chống trả rất yếu ớt trước sự săn đuổi của khủng long ăn thịt. Thế nhưng thực tế có thể rất khác, bởi nếu hiền lành và cam chịu thì khủng long ăn thực vật đã chẳng thể sinh tồn và duy trì nòi giống qua nhiều triệu năm. Một trong những chiến lược đơn giản nhất của chúng là phát triển đến kích thước to lớn để những con khủng long ăn thịt, dù to nhất cũng không dám va nhau với chúng. Điển hình cho xu hướng này là khủng long sauropod, nhưng những khủng long khác cũng có thể làm được điều gần tương tự, chẳng hạn như Santungosaurus. Chúng là những con khủng long mỏ vịt, họ hàng gần của Edmontosaurus, con mồi quen thuộc của T-Rex. Nhưng nếu là Santungosaurus full size trưởng thành thì có lẽ T-Rex cũng sẽ dạt dạt sang một bên.
Centaurosaurus có thể dài đến 15 mét và nặng từ 13 đến 16 tấn và sẽ là một sự bổ sung đáng gờm cho dàn khủng long ăn thực vật trong Jurassic World 4. Acrocanthosaurus. Bắc Mỹ không chỉ có T-Rex là kẻ săn mồi khổng lồ. Trong lịch sử, Bắc Mỹ còn có một kẻ săn mồi khổng lồ khác cũng rất thành công, đi trước T-Rex gần 50 triệu năm. Đó chính là Acrocanthosaurus. Chúng có thể dài đến 11 mét rưỡi và nặng 6,6 tấn, đủ để giữ vai trò kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái, nơi nó săn những con khủng long cổ dài, khủng long chân chim và thậm chí là cả giáp long. Hóa thạch của Acrocanthosaurus trải rộng ở nhiều bang như Oklahoma, Texas, Wyoming và Maryland. Những dấu chân của Acrocanthosaurus cũng được cho là xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Biết đâu, nó có thể thay thế T-Rex hoặc trở thành đối thủ mới của T-Rex trong phần phim tiếp theo. Tarbosaurus. Châu Á cũng có những niềm tự hào khủng long của riêng mình và Tarbosaurus chính là một trong số đó. Tarbosaurus là một họ hàng rất gần với T-Rex, thậm chí là có những nghiên cứu xem chúng là các loài khác nhau trong cùng một chi khủng long. Mặc dù nhỏ hơn T-Rex, nhưng với những loài ăn thực vật sống cùng thời với nó thì Tarbosaurus cũng đáng sợ không kém. Chúng cũng sở hữu lực cắn tương đối mạnh mẽ để có thể kết liễu con mồi. Với việc thị trường châu Á có một phần quan trọng trong doanh thu của các hãng phim Hollywood, thì việc để khủng long châu Á giữ những vai trò lớn hơn cho các phần phim mới sẽ là một chiến lược không tồi, và do đó, Tarbosaurus hoàn toàn có cơ hội xuất hiện trong phần phim mới của Jurassic World. Mapusaurus. Mapusaurus là một chi dị long răng cá mập, sở hữu kích thước khổng lồ sống vào thế phấn trắng muộn khoảng 100-90 triệu năm trước tại khu vực ngày nay là Argentina. Nó nổi tiếng với kích thước khổng lồ và sức mạnh, là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng tồn tại. Mapusaurus có thể dài tới 11-12 mét và nặng hơn 5 tấn. Với kích thước khổng lồ của mình thì Mapusaurus có thể tạo ra những cảnh quay hấp dẫn và đầy kịch tính. Mapusaurus đã được xác nhận rằng sẽ xuất hiện trong dòng đồ chơi Jurassic World Epic Evolution, và điều này cũng gợi ý rằng nó có thể xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông liên quan đến thị hiệu Jurassic World. Điều này làm tăng khả năng Mapusaurus sẽ được khám phá thêm cho các phần phim tiếp theo của vũ trụ địa ảnh Jurassic. Mape. Điều gì đáng sợ hơn một con raptor? Đó chính là một con Megaraptor. Megaraptor là một nhóm khủng long theropod săn mồi cỡ trung, lớn hơn những con raptor như Velociraptor hay thậm chí là Utahraptor, dù chưa đạt đến kích cỡ khổng lồ như những loài săn mồi đầu bảng của thời đại khủng long. Bù lại, thay vì tiến hóa cặp chỉ trước theo hướng nhỏ dần, chúng vẫn có cặp chỉ trước lực lưỡng với móng vuốt lớn, một thứ vũ khí có khả năng gây sát thương mạnh khi giao chiến với con mồi hay kẻ thù. Một trong những đại diện ưu tú của các Megaraptor là Mape, với cái tên có ý nghĩa là bóng đèn của tử thần. Một con Mape có thể là mối đe dọa lớn nhất của các nhân vật human trong phim, và chúng nhanh nhẹn và xem con người là con mồi vừa miếng đủ để giúp chúng no bụng. Carcharodontosaurus. Vâng, và một cái tên xứng đáng khác, không gì ngoài cá mập lên bờ Carcharodontosaurus, sự khởi đầu của một dòng họ khủng long săn mồi đầu bảng có chiều dài lịch sử lên đến 65 triệu năm, họ dị long răng cá mập. Carcharodontosaurus chính là chi điển hình của họ khủng long này, từng là loài ăn thịt thống trị Bắc Phi trong khoảng thời gian từ 99 đến 94 triệu năm trước. Sự hiện diện của Carcharodontosaurus có lẽ là lý do khiến Spinosaurus chỉ dám lảng vảng gần bờ để bắt cá. Sở hữu chiều dài lên đến 12,5 mét và cân nặng lên đến 6,2 tấn, Carcharodontosaurus là mối đe dọa của bất kỳ con khủng long nào sống gần nó. Nếu được xuất hiện trong Jurassic phần mới, Carcharodontosaurus thậm chí có thể thay thế hoàn toàn T-Rex như khủng long ăn thịt chính, nhưng xét đến độ nổi tiếng của T-Rex thì chắc ít đạo diễn nào dám làm như vậy. Dẫu vậy thì cuộc đối đầu giữa T-Rex và Carcharodontosaurus cũng sẽ đáng mong chờ không kém gì cuộc đối đầu giữa T-Rex và Giganotosaurus trong Jurassic World Dominion vậy. Vừa rồi là 10 cái tên mà theo Mê Khủng Long TV, chúng xứng đáng được góp mặt trong phần phim Jurassic World mới sẽ được công chiếu vào mùa hè năm sau. Nhưng chém gió vậy thôi chứ quyết định cuối cùng vẫn sẽ tùy thuộc vào biên kịch David Cope cũng như đạo diễn Gareth Edwards. Mặc dù vậy thì với sự góp mặt của các nhà cổ sinh vật học như Steve Ruzat trong đội ngũ cố vấn chuyên môn thì chúng ta hãy tin tưởng rằng sẽ có nhiều khủng long mới được giới thiệu đến người xem cho các phần phim Jurassic mới trong tương lai. Nếu các bạn cảm thấy còn cái tên nào xứng đáng hơn nữa thì hãy để ngay lại một bình luận ở bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký cũng như theo dõi các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.